Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century. Thì thời gian vừa qua tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn là làm thế nào để biết được rằng chúng ta bị dương tính với virus corona, cái triệu chứng như nào để chúng ta biết được để chúng ta có thể đi khám đi test đúng không ạ? Thì khi nhận được rất nhiều câu hỏi như vậy thì tôi đã nghiên cứu rất nhiều các tài liệu nước ngoài, tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và tổ chức và các cái tài liệu của Việt Nam, và tôi đưa ra các cái triệu chứng cơ bản đối với chúng ta khi chúng ta nhiễm cái virus corona và chúng ta bị cảm cúm thường. Tuy nhiên là các cái triệu chứng mà tôi đưa ra ở đây thì nó chỉ mang tính chất tham khảo, đúng không? Và để xác định rằng là chúng ta có nên đi kiểm tra hay không thì nó sẽ dựa vào cái triệu chứng tôi nói này, và nó dựa vào cái lịch sử di chuyển của chúng ta. Chúng ta có di chuyển trong vùng dịch hay không, chúng ta có tiếp xúc xa hay tiếp xúc gần với những người có nguy cơ bị nhiễm virus corona hay không. Đấy, từ đó chúng ta sẽ quyết định gì ạ? Đi kiểm tra test corona chưa? Thì tôi xin đưa ra một số các cái triệu chứng để phân biệt về cái việc chúng ta bị nhiễm corona và bị nhiễm virus thường như sau. Thứ nhất ấy, đối với virus corona thì nó khởi phát đột ngột. Đấy. Khi bị nhiễm phát là bị nhiễm cái corona ấy, thì nó phát rất là nhanh và đột ngột, sốt rất là cao. Thông thường sốt do virus corona thì nó sẽ trên 39.5 độ, nó xảy ra rất là nhanh đột ngột nhé. Kèm với đó là các cái triệu chứng khó thở. Khó thở ở đây các bạn thấy cảm tưởng như này ạ, chúng ta bị giống như chúng ta bị hen ấy. Hoặc là chúng ta bị đuối nước, nó không thở được, rất là khó thở. Có triệu chứng ho, mà ho đến ho khan, ho không có đờm. Chính vì vậy thì các cái chuyên gia y tế, các bác sĩ khuyên các bạn gì ạ? Phải thường xuyên uống nước ấm để giữ ẩm cái cổ họng ra, từ đó không cho con virus corona nó lây lan và gây bệnh, đúng không ạ? Đấy, ho khan. Thì ngoài các cái triệu chứng ho, sốt, khó thở ra thì nó có các triệu chứng khác, nó giống như là bị cảm thường thôi. Đó là gì ạ? Mệt mỏi, đau nhức toàn thân và có thể có tiêu chảy. Đấy. Nhưng nếu như các bạn bị nhiễm corona mà nó bị nặng thì nó cũng có thể tình trạng ho ra máu. Đấy, chúng ta phải lưu như vậy. Và cái thời gian ủ bệnh của nó thì khoảng từ 2 đến 14 ngày, thông thường thì là 2 đến 14 ngày nhá. Đó là một số triệu chứng. Thì còn đối với cảm cúm cảm thường ấy thì nó cũng có ho, cũng có sốt, nhưng mà nó sẽ khác một chút. Đối với sốt ấy, khi các bạn bị cúm gọi rồi, nó sốt ở đây thì sốt cũng có thể sốt cao, nhưng mà gì ạ? Nó lúc nóng lúc lạnh, và khi sốt thì chúng ta mệt mỏi một chút, khi sốt chúng ta lại cảm thấy khỏe mạnh bình thường, đúng không? Đấy. Và đặc điểm là gì ạ? Lúc nóng lúc lạnh và sốt chân tay lạnh, đúng không? Đó là cái đặc điểm của cảm thường, cảm cúm đấy. Và cũng có các cái triệu chứng đau nhức, đúng không? Chảy mũi, hắt xì, đấy là cái triệu chứng đặc trưng của bệnh cảm thường như vậy. Còn với ho ở trong cái việc nhiễm corona và ho do cảm thường nó khác nhau. Ho corona là ho khan và có thể ho ra máu. Còn đối với ho do cảm cúm ấy thì nó thường là gì ạ? Ho nhưng mà cảm giác có đờm. Đấy. Và nó ít khi mà gì ạ? Ho ra máu. Không có chuyện đấy nhá. Đấy. Ho có đờm và có dịch, đúng không? Ho có đờm có dịch. Nó khác với ho khan ở bên kia. Đấy. Ngoài ra thì các cái triệu chứng như giống nhau như là gì ạ? Đau nhức, mệt mỏi, đúng không? Có thể có nôn, đấy, có thể có tiêu chảy. Đấy, thì đó là một cái triệu chứng cơ bản, và cái thời gian ủ bệnh của cái cảm cúm cảm thường ấy nó khoảng từ 2 đến 3 ngày. Đấy, nó khác với cái virus corona. Đấy. Thì trên đây là một số cái triệu chứng cơ bản để chúng ta phân biệt giữa cái virus corona và virus cúm cảm thường. Đấy. Và cái triệu chứng này nó khác nhau ấy là cũng do cái đặc điểm của con corona. Tức là gì ạ? Nó thường gây bệnh ở cái đường hô hấp dưới, đấy, chứ nó không gây bệnh ở đường hô hấp trên. Đấy, cho nên triệu chứng nó rất là nặng và rất rõ ràng. Đấy, khó thở, ho khan, ho ra máu, đúng không? Tức ngực. Đấy. Còn đối với mà cảm thường, cảm cúm ấy thì nó gì ạ? Chỉ hắt xì, ho có đờm, có dịch, đúng không? Sốt thì lúc nóng lúc lạnh. Đấy, và triệu chứng nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, thì đó là một số các triệu chứng cơ bản để các bạn phân biệt được như vậy. Thì tôi vẫn nhắc lại các bạn là gì ạ? Để phân biệt được chúng ta có bị nhiễm corona hay không, đúng không? Thì ngoài các triệu chứng tôi kể ra ở đây thì các bạn cần phải xem gì ạ? Lịch sử di chuyển của các bạn như nào.
chúng ta có tiếp xúc với những người bệnh không, có đi đến vùng dịch hay không, đúng không? Từ đó chúng ta cũng phải nghi ngờ về cái vấn đề chúng ta bị nhiễm corona. Thì cái việc mà phòng tránh ấy thì tôi cũng đã nói rất nhiều rồi, thì ở video này thì tôi vẫn muốn nhắc lại các bạn một chút nữa, đó là rửa tay. Thì các bạn biết ạ, cái việc mà rửa tay khi đi ra ngoài về, khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài là hết sức quan trọng để loại bỏ các cái virus corona. Thì đã có những cái bài rửa tay rất là cụ thể rồi, tôi không nói gì nữa. Cái thứ hai gì ạ, phải uống nước ấm đầy đủ nhé, uống nước ấm, uống nước trà xanh, uống nước gừng, cái nước mà có kháng sinh thì nó rất là tốt để giữ cho cổ họng tăng luôn ấm. Và việc uống nước như vậy thì có bị nhiễm corona thì nó đẩy con corona xuống dạ dày thì nó cũng sẽ bị axit dạ dày nó tiêu diệt nhá. Đấy, rồi thì tập thể dục đúng không, sưởi nắng, tắm nắng đúng không, tập thể dục để cho tăng cường sức đề kháng của mình lên đúng không, đi ra ngoài đeo khẩu trang và hạn chế đến nơi đông người, siêu thị và hạn chế tụ tập đúng không. Thì trên đây là một số các cái thông tin cơ bản để phân biệt giữa khi bị nhiễm virus corona và bị cảm thường cảm cúm. Thì để biết chính xác thì các bạn vẫn cần phải đi kiểm tra bác sĩ, đi test corona đúng không, để biết chính xác, từ đó chúng ta sẽ có các biện pháp điều trị cụ thể để nó an toàn hiệu quả hơn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa để theo dõi các video hữu ích tiếp theo. Xin chào các bạn. Nếu bạn cần hướng dẫn điều trị, xin gửi câu hỏi về fanpage Century Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa hoặc gọi qua số hotline 0963 101 255.